Đây là view nấu cơm nhà mình nè mọi người. Kho với nước tương hợp nhỉ. Ừ. Ăn cái một cái miếng này thôi là đủ cho cả một bữa sáng rồi. Cái này thì ăn với rau sống là hợp nhất đấy mọi người. Món này không thể nào một rau sống được. Ơ, ăn có khoai à? Mình đã làm đổ xì dầu và áo của mẹ Loan. Là quả không đẹp. Theo đang xem cái sữa chua này, đây là cái sữa chua Hy Lạp và đặc biệt là lacto free ấy mọi người. Vợ chồng mình là những người mà không nạp được cái đường lacto này, cho nên là bọn mình ăn những cái này thì sẽ cảm giác là cái cơ thể nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Mình muốn sữa yến mạch thì mình sẽ dùng một vài loại của Osai trong cái loại mình thích nhất. Và nếu như mọi người mà pha matcha ấy, thì mình highly recommend cho mọi người là pha cùng với cái sữa này thì rất là ngon nhé. Hôm nay sẽ mua thêm cái vị. Cái vị sô-cô-la này thì bọn mình thấy nhiều nhưng mà chưa uống bao giờ, nên mua hôm nay mua uống thử. Mình là một người rất là mê thịt và đây mình đang chọn thịt lợn và thịt bò. Có những cái khay nạc dăm rất là ngon. Mọi người đi chợ ấy mà mọi người muốn ăn cái nạc dăm đầu giòn ấy thì mọi người chọn những cái miếng mà thịt nạc vai mà nó có cái phần gân này này. Đấy. Cái phần này ăn đầu giòn này, cái phần nạc vai nó rất là ngon. Có những cái miếng này thì nó ăn rất là nạc. Đấy, miếng này nạc nhiều khi nó ăn sẽ bị hơi bở. Còn những cái miếng nó kiểu diềm nạc thân đầu giòn này thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Sau khi mua đồ xong thì hai vợ chồng mình đi ăn sushi. Xong rồi xúc ăn đấy hả? Ở trong này thì có cá hồi này, tôm này, xoài này, bơ này, ngô này, dưa leo, với cả là cái này là rong biển, sợi rong biển. Lâu không ăn tempura ngon phết, nhưng mà ăn cái này thì hơi nặng bụng ấy, tại vì cà ri nó cũng hơi béo ấy. Tối ngày hôm nay thì vợ chồng mình sẽ ăn cơm ở nhà và mình sẽ cho các bạn xem là tối ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình ăn gì nhé. Miếng cá hồi áp chảo, siêu ngon luôn. Đây là view nấu cơm nhà mình nè mọi người. Thường nấu cơm thì mình hay bật thời sự, mình rất thích xem thời sự. Già rồi. Đây, còn đây là cái view hoàng hôn nấu cơm. Gần như là chiều nào hoàng hôn nó cũng đẹp như vậy mọi người. Ui dồi ôi, đẹp chưa? Tuyệt vời chưa? Thích nhờ? Đó. Đây là cái view của nhà mình. Quá đã luôn. Xíu nữa khi mà mặt trời lặn xuống ấy, đẹp lắm. Chờ một tí nữa khi mà mặt trời xuống hẳn cho mọi người xem cả cái bầu trời rất là đẹp. Đây, cho mọi người xem cái hoàng hôn ở bên ngoài nhé. Sạch sẽ quá. Sạch sẽ quá. Ui dồi ôi, cái bầu trời nó đẹp. Đấy, như lúc ấy mình nói với mọi người ấy, là khi mặt trời xuống là sẽ rất là đẹp. Đẹp lắm. Sạch sẽ rồi. Thôi ăn cơm đã. Hoàng hôn đẹp quá cho nên mình vẫn muốn quay. Mặc dù nó không liên quan gì đến cái vlog một tuần ăn gì. Đẹp lắm. Trời ơi. Mê thật sự. Vì hôm nay Cam ăn cơm trên bà ấy, cho nên là vợ chồng mình ăn cơm phần như thế này luôn. Còn nếu mà có Cam thì chắc chắn là vẫn phải làm cơm món rồi. Cá hồi này, có cà tím kho,
và mình sẽ dùng cái nước kho đấy để ăn cho nó đậm đà với cá luôn. Bữa tối ngày đầu tiên trái tim, mẹ ăn thử cái cà cà tím kho chay. Ngon không? Kho với nước tương hợp nhỉ. Vừa chín vừa tới. Chín tới đúng không? Cái cá hồi ở bên trong nó vẫn chín tới, hơi ẩm nhẹ. Từ đến giờ ăn cơm là con này luôn luôn nó đòi nó phải một ngồi một ghế. Nó không xin ăn đâu, nhưng mà nó luôn luôn kiểu như là nó không xin đâu, nó chỉ hít hít thế thôi. Nhưng mà con này nó muốn ngồi lên ghế để mà nhìn bọn mình ăn uống ấy. Trước Tết thì bọn mình tăng cũng khá cân. Chồng là từ 76 lên 79. 75 lên 79. Vợ là từ 51 lên 53. Tức là 51 là trước đấy là mình đi du lịch các thứ, mình đã ăn uống và mình tăng lên từ 48 lên 51 rồi nhá. Xong đấy là từ 51 lại tiếp tục tăng lên, tức là ổn định một thời gian ở 51 xong rồi tiếp tục tăng lên là 53 cân. Thế xong nhưng mà sau đấy bọn mình có một đợt ốm mọi người ạ, ốm mất từ mùng 4 Tết cho từ đến 5 Tết đến mùng 5. 10, 11. Đấy. Thế xong rồi bọn mình đều bị sụt ký, về hết ký ban đầu là 50-51 cân với cả chồng về 75 cân. Rồi bây giờ bọn mình sẽ ngồi ăn cơm nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ngày mai bọn mình ăn gì bọn mình sẽ update cho mọi người xem nhá. Đây là bữa sáng nay của vợ chồng mình, chuẩn bị chưa đến 10 phút luôn. Một lát bánh mì ngũ cốc có bơ lạc, chuối và một ít apple syrup và một ly matcha latte lạnh. Cái lát bánh mì này lúc mà ăn thì cảm giác là nó ít, nhưng mà khi mà mọi người ăn nó rất là no luôn, tại vì đây là bánh mì hạt, xong rồi phủ ở trên tính ra là nguyên một quả chuối, xong rồi có cả bơ lạc nữa. Cái bơ lạc nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ hơi no. Đấy, cho nên là các bạn ăn cái một cái miếng này thôi là đủ cho cả một bữa sáng rồi. Nói chung là làm các loại bánh mì như này thì có rất là nhiều hoa quả có thể thay thế, bơ này, dâu tây này, vịt quất này, nhiều lắm. Nói chung là đây cũng là một cách để mình có thể nạp hoa quả. Bởi vì bình thường mình mà không để ý mình sẽ nạp hoa quả rất là ít, thiếu các loại vitamin. Cái chuối đi với cả cái bột quế, đi với cái bơ lạc, nó hợp nhau cực kỳ mọi người ạ. Trưa ngày hôm nay chúng mình ăn bánh bao. Mình vừa mới quay vlog bánh bao xong, mẹ ăn thử xem. Xin mời mọi người nha. Vì hôm nay mình quay nên là hai vợ chồng mình ăn luôn cái bánh bao này. Buổi trưa còn đang còn 4 cái nữa, còn đang hấp ở trong kia cơ. Nhân ở bên trong mọi người sẽ thấy là nó tơi này, thơm mùi mộc nhĩ này, hạt tiêu này và miến. Hai chừng hai bên luôn. Tối hôm nay mẹ Loan đạo diễn thịt gà dầu hào. Ui, mùi bắp cải thơm quá, đói quá. Thì hôm nay mẹ Loan dọn nhà cả ngày. Đấy, cho nên là bọn mình buổi tối thì mình vừa mới đưa Cam đi học thêm về, cho nên là hai vợ chồng mình ăn kiểu đơn giản như thế này thôi. Cái gà dầu hào này thì bọn mình chọn cái phần má đùi, nhưng mà bỏ da ra thì như thế đi ăn nó sẽ đỡ béo hơn, nên là ăn da thì ngon. À, má đùi, một phần rau xào, cơm, quá chất lượng luôn. Bữa nào cũng thế, cũng tham gia vào bữa cơm. À, hôm nay có rau, đấy, nó không xin nữa. Cái lúc bữa tối của vợ chồng tôi, hết một cặp rau, thay đĩa cơm, rạch tình tanh, ngon miệng, đã man luôn. Đợt này bọn mình bắt đầu đóng thùng xong rồi dọn nhà mấy hôm nay, hai ngày hôm nay là mẹ heo dọn nhà cật lực luôn ấy. Đấy thôi, mình còn cũng còn quay chụp tại vì công việc thì vẫn phải làm mà. Đó, thì bọn mình ăn uống như này cũng tiện. Ngon. Nó quá. Anh thấy chọc xong nó quá. Hôm nay thì hai vợ chồng mình có việc ở trên quận 10 cho nên là hai vợ chồng mình đi ăn phở luôn. Nói là ăn sáng cũng đúng, bây giờ là 11, gần 11 rưỡi rồi là ăn trưa rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi mua hoa quả ở đối diện Vincom, 26 ly tự trọng này. Đó, mọi người thấy không? Có cái hàng bán hoa quả rất là ngon.
26 Lý Tự Trọng ha. Ở đấy họ có nhiều loại hoa quả lắm nhưng mà mình mua đu đủ với cả xoài này, tại vì lúc ấy không đỗ được xe ấy. Mua hai cái này luôn cho nó nhanh, đu đủ ở nhà đấy rất là ngon. Tối ngày hôm nay sau khi đi công việc về thì bọn mình sẽ nấu canh sườn bò với cả dưa chua. Sườn bò miếng to đùng luôn mọi người ạ, to bằng nửa bàn tay ấy. Mình có quay lại ở trên TikTok nhé, để cho mọi người có thể xem ha. Cái sườn nó mềm như luôn rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đun khoảng tầm 20 phút nữa để cho cái nước canh nó cấm thấm hơn nên mềm lại, thì chúng ta có canh dưa để ăn rồi. Ăn canh dưa là không thể thiếu được rau sống. Đây, mình xuống mua rau sống nữa. Lên thì lên ăn với cả canh dưa chấm với cả nước mắm. Ngon tuyệt luôn. Trời ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Mọi người nhìn miếng sườn thịt này. Thịt rẻ sườn này thì siêu mềm với ngọt rồi. Mình đang quay nốt đoạn cuối của TikTok. Cái thịt rẻ sườn này nó rất là dày mọi người ạ. Mà ăn nó ngọt, xong rồi khi mà mọi người nấu canh lên cái xương sườn nó ra. Ôi xồi, tuyệt vời. Mọi người nấu bằng nồi áp suất thì khoảng 30 phút là xong. Còn nếu mà nấu bằng nồi thường thì nó sẽ mất khoảng tầm 2 tiếng. Mỗi tháng ấy thì thường bọn chồng mình sẽ ăn canh dưa khoảng tầm từ 1 đến 2 lần. Nói chung là trong tháng bao giờ mình có canh dưa có tháng 3 lần. Lúc thì mình nấu với sườn này, lúc thì mình nấu với bò, lúc thì mình nấu với cá. Cái này thì ăn với rau sống là hợp nhất đấy mọi người. Món này không thể nào mà thiếu rau sống được. Hôm nay nấu món này cho bà Cam mà ăn xong không còn đến được cơm bà đòi lên ông bà. Cam thì rất là thích ăn cơm bà nấu. Nghiện luôn ấy, lúc nào cũng xin năn nỉ bố mẹ cho cơm ăn cơm với ông bà. Thích ăn cơm bà nấu ăn cơm bố nấu. Buổi chiều mà đi làm về thì nấu những cái món canh như thế này bằng nồi áp suất thì nó vẫn kịp. Tuần này thì bọn mình đang lên kế hoạch để mà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Với cả là đang là trong cái giai đoạn mà bọn mình sẽ đi xem nguyên vật liệu các thứ để mà thi công ấy. Vì dù sao là bọn mình vẫn muốn là tận tay xem. Tại vì sắp tới thì bọn mình sẽ đi công tác khá là nhiều, cho nên là sẽ không thể ở nhà mà đi xem những cái đấy được. Cho nên là đây là một tuần tương đối bận. Nhưng bọn mình lại nghĩ ra là tuần này bọn mình sẽ quay một tuần ăn gì lại. Cho nên là mấy ngày hôm nay bọn mình nấu ăn ấy, mọi người thấy bọn mình toàn nấu kiểu ăn nhanh, ăn cơm một món hoặc là kiểu cơm đĩa ấy để ăn cho nó nhanh. Chính là bận quá xong tự nhiên tuần này lại quay cái này cho nên là kiểu không bày vẽ nhiều thứ ra được nhỉ. Nhưng mà chắc của cuối tuần thì bọn mình sẽ nghĩ là xem ăn gì vui vui hay hay hơn để mà quay cho mọi người. Còn không thì bình thường các bữa cơm nhà vợ chồng mình có hai người hay là có cả Cam thì chỉ một món được cả thịt, cả canh, cả rau như này. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là sáng thứ 5. Nóng quá, bây giờ thì mình sẽ đi mua cà phê trước khi mà hai vợ chồng mình đi công việc ngày hôm nay nhá. Mình vừa mới đi mua matcha cho mẹ heo với cả mua cà phê cho mình. Hôm nay thì là một ngày mà vợ chồng mình rất là bận. Bọn mình sẽ đi xem nguyên vật liệu để sửa nhà này, sửa cửa hàng này, xem đồ phụ kiện, tủ bếp mà, rồi các cái tủ ở trong nhà này. Xong rồi xem sơn si này, xong rồi xem đá, xem gỗ này, xem nhiều thứ lắm. Xong rồi chiều về còn đón Cam để đưa Cam đi học thêm tiếng Anh nữa. Năm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh siêu nóng luôn. Mọi người do bảo là ảnh hưởng của El Nino cho nên là cái mùa khô này nó sẽ phải nóng đến tầm hết tháng 4 cơ. Nóng cháy da cháy thịt luôn mọi người ạ. Nhiều khi là mệt với cả nóng không muốn ăn cái gì luôn, chỉ muốn uống nước thôi. Bản thân trong xe của mình cũng có rất là nhiều nước suối nữa. Đang qua show của bên ăn cường thì bọn mình xem kiểu như vật liệu, vẫn muốn là tay mình đi xem, sau đấy thì mình sẽ bàn lại với cả bên thiết kế để mà cùng thống nhất được một cái concept chung. Trưa ngày hôm nay thì bọn mình quyết định là sẽ ăn McDonald's vì nóng quá. Ăn này ngồi trên xe, gọi trên xe luôn mọi người ạ. Đây nó có một cái line mua mà không phải xuống xe. À, em ơi cho anh một set double cheeseburger nhá. Ăn Big Mac nhá. Big Mac nhá. Bò nhá. Ok, em cảm ơn anh. Vâng, tại vì... Ơ, ừ, anh có khoai à? Ừ, anh có combo mà. Đợi xong này... Khoai bắt đầu rồi. Khoai ngon cực, khoai ngon lắm ý. Ăn đi, ăn đi. Khoai nóng mọi người ạ, à, mà kiểu họ tẩm muối. Giòn. Ngon quá. Mọi người ăn trưa bọn mình. Thực ra sáng nay thì hai đứa mình còn chưa ăn sáng, tại vì là sáng ngủ dậy một cái bọn mình đi công việc luôn. Ngày hôm nay là một ngày mà bọn mình chạy từ
sáng đến tối. Đầu tiên cho mọi người xin được các bác. Đồ còn ngon thế. Nếu mà bạn nào mà đi xe cá nhân mà ngại gửi xe thì mọi người có thể mua cái McDonald's này ở chỗ này là gì? Vòng xoay này là vòng xoay Điện Biên Phủ của mình. Thì sẽ ngồi lên trên xe và mình sẽ order trên xe và mình làm mọi thứ trên xe và sau đó mình phóng đi luôn mà không cần phải gửi xe vào order, thế là thứ rất là tiện. Burger McDonald's thì nó rất là mềm, nó mềm lắm. Ăn cái này thì thật ra là cũng với mình thì nó cũng là dạng lót dạ thôi chứ nó cũng không đủ no được. Và anh, tại vì Double Cheeseburger cái bánh này thì nó rất là bé, cái Big Mac thì nó to hơn. Anh ăn cái vợ này không? Đây là miếng gà này mọi người. Ui ui, má đùi nhá, gà giòn. Vợ chồng mình bình thường mà đi ăn cái đồ fast food này này, bọn mình thích ăn nhất là phần má đùi này. Thịt má đùi mã ngon. Gà ngon lắm, nhưng mà hình như có cả mùi lá chanh như vậy. Lắm mình mới ăn đấy nhở? Chắc phải thêm 5 trời thôi. Ăn xong mới tỉnh táo hơn hẳn đấy. Mình đang đói. Hả? Đây mà, đây bọn mình sẽ ăn lẩu. Con ăn lẩu cay không cay? Vừa mới gây ra tội Tây Đình, mình đã làm đổ xì dầu và áo của mẹ Loan với cả. Và cái kết bắn ngập vào váy cam nữa. Sorry cam. May cho anh là gặp đúng hai con người độ lượng nhá. Go go go. Hôm qua thì mẹ heo đã làm cái này gọi là cái gì này? Oatmeal với cả yến mạch để qua đêm để hôm nay vợ chồng mình ăn sáng đây. Cái món này thì rất là đơn giản thôi, mọi người mua cái loại yến mạch cắn dệt nhá. Xong đấy là mọi người chọn một cái loại sữa mọi người yêu thích. Nếu như mọi người mà muốn kiểu ăn kiêng, giảm cân các thứ thì mọi người có thể mua sữa không đường hoặc là mua sữa yến mạch như nhà mình. Một phần yến mạch thì sẽ khoảng độ tầm 1.5 đến 2 phần sữa. Đấy, xong đấy thì mọi người cho bột quế này, có thể là cho maple syrup này, cũng có thể là cho mật ong này. Xong đấy rồi là cho hạt chia vào đây. Hạt chia rất là quan trọng nhé, tại vì khi mà hạt chia nó nở ra thì nó cũng tạo được một cái kết cấu kiểu nó hơi đặc dính như này. Tạo thành bút đinh ấy mọi người. Đấy, xong đấy mọi người cho hoa quả yêu thích thì thường là mình thích ăn chuối hoặc là táo hoặc là quả berry thì cũng sẽ ngon. Nhưng mình thấy là chuối thì nó hợp nhất, nó vừa hợp với cả sô-cô-la này, nó vừa hợp với cả bột quế các thứ. Nào mà không thích ăn lạnh thì mọi người bỏ ra, mọi người quay qua lò vi sóng vẫn được nhé. Đặc biệt là món này thì mọi người phải làm từ tối hôm trước nhé, tại vì là nó cần để cái thời gian để mà yến mạch nó được ngâm nở ra rồi hạt chia nó nở ra ấy. Có nên cho sữa chua được không mẹ? Hình như là được đó. Được đó. Mình quên mất ở trong này còn có cả bơ đậu phộng nữa mọi người nhé. Thì thực ra là cái này nó cũng không phải là một cái thành phần quá là quan trọng, mọi người cho vào cũng được nhưng không cho vào cũng được. Nhưng mà mình thấy là cho vào thì nó sẽ ngậy và nó sẽ dẻo ăn ngon hơn. Trưa ngày hôm nay thì bọn mình đi ăn bún riêu ở 33A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền. Đây, đây là menu. Hàng bún riêu này thì bọn mình hay ăn. Cho anh mắm tôm với cả giấm ớt nhé. Bún riêu này là nấu bún riêu theo kiểu miền Bắc ấy mọi người, là sẽ có bò này, giò tai này, tóp mỡ, trứng vịt lộn. Chứ không phải nấu theo kiểu miền Nam như là có thêm chân giò với cả chả cua các thứ. Nếu mà nói về bún riêu thì bún riêu ở đây mình thấy là ăn khá là chuẩn vị với cả bún riêu miền Bắc, cho nên là vợ chồng mình hay ăn ở quán này lắm. Mình thích bún ở đây vì là nó khá là đậm đà, thì mình thích ăn vị đậm. Nhưng mà trong này mình cũng thích ăn cái bên mọc. Ở đây có cái mọc giòn thì ăn rất là ngon này. Ăn với cả bún riêu ngon lắm mọi người ạ. Cảm ơn vợ. À, con mua bim bim gì nào? Đây mua cho mẹ hai cái bánh dừa để mẹ thâu chít rồi đây. Đây, bạn Cam rất là thích ăn cái vị này.
Hôm nay chúng ta sẽ chọn những đồ màu xanh thôi à? Sinh ra màu hồng, bây giờ sinh ra màu xanh. Hôm nay sẽ là một ngày cheat day của bạn Cam và vlog này sẽ là của ngày mai thì CGV sẽ phát hành phim Kung Fu Panda 4, cho nên là bên CGV có một món quà cho cả nhà mình crop, xong rồi nó có những cái charm là những cái nhân vật rất là quen thuộc với chúng mình ở trong Kung Fu Panda rồi ấy. Của Cam là hình bạn gấu. À, chắc là tay bố vừa ướt cầm mà. Đi đôi của mẹ vừa luôn ấy hả? Mẹ tắm cho con rồi hả? Ok. Đây, mình đang ngồi chờ. Bí đỏ xào, thơm nước luôn. Đây là bữa cơm tối nay nhà mình. Chỉ một khay thịt băm thôi ấy, nhưng mà làm được 3 món: canh sấu, canh chua sấu thịt băm này, trứng đúc thịt này, và thịt rang, bí đỏ xào. Cái này đâu có thịt băm đâu. Thì anh bảo 3 món mà. Ăn thử xem trứng vừa chứ nhá, không thì chấm thêm ít nước mắm vào. Sấu này như là được bác Hào gửi vào đúng không? Đúng rồi, sấu này bọn mình cứ để ở trong ngăn đá, cứ để đông lạnh, ăn một năm. Cứ đến hàng mùa hè hàng năm thì sẽ gửi sấu từ ngoài Hà Nội vào, sau đó thì cấp đông thôi. Xin mời, xin mời. Cảm biết quả sấu là quả gì không cảm? Sấu xa. Sấu xa. Quả sấu mà. Là quả không đẹp. Những bữa nào mà có Cam thì mình từ một nguyên liệu mình sẽ cố gắng biến tấu nhiều món nhất có thể. Đó, thì bây giờ từ cái thịt này thì bố làm mấy món luôn để cho ai ăn. Cho bố ăn. Cam rất là thích ăn bí đỏ. Hồi bé còn thích ăn hơn cơ, bây giờ là còn lười ăn hơn rồi đấy. Nói chung là Cam thích ăn các loại bí, như là bí xanh, ăn bí này, rồi là bí xanh, bí đỏ. Cam được thích ăn. Thích ăn bí xanh, bí đỏ. Hôm nay Cam phải ăn Cam bí xong. Ở trường ấy hả? Không biết là mọi người có nấu giống nhà mình không, là bọn mình sẽ cho thêm vài cái lá mùi tàu, vài cái lá ngò gai ấy. Thì khi mà cho vào canh thì canh nó rất là thơm. Và ăn cái canh chua này này, nó ngon hơn và nó cuốn hơn rất là nhiều mọi người ạ. Nếu mà bạn nào mà chưa thử thì thử cái cách là cho thêm một vài những cái lá ngò gai vào trong canh chua nhé. Cái hương vị nó tăng lên rất là nhiều luôn ấy. Sáng của hai bố con mình ngày hôm nay xong rồi bạn Cam lại sẽ đi học vẽ. Cái bánh này có phải là cái bánh mà tuổi thơ với cả mọi người không? Mình nhớ hồi mình bé xíu ấy, ta cũng đã có cái bánh này rồi. Và lúc nào cũng tìm những cái ô nào mà có nhiều dừa để moi moi ra để ăn ấy. Đợt này mình thích cái bánh dừa của bên này. Ngon lắm, cái dừa. À, mới ngủ dậy mặt đang xinh quá. Bánh này rất là nhiều dừa, ngon cực kỳ. Ui giời ơi, sáng ngày ra đã thế. Chôn già rồi, chôn 8 tuổi già rồi. Giờ tối nào cũng mất ngủ. Cam hít hít rồi, tiện khác chân phát tái mọi người chôn nè. Không bao giờ làm luôn. Chôn xử, chôn giết. Mình ăn bún chả Hà Nội, còn Cam thì ăn cơm trứng với cả giò bò. Đây là giò bò mà anh rể của Bu mang tặng vợ chồng mình, giò bò Quảng Nôm đó. Nhưng mà thơm lắm, nhưng mà rất là nhiều hạt tiêu và toàn tiêu sọ. Xin mời mọi người. Chiều nay hôm nay thì bọn mình sẽ có rất là nhiều kế hoạch hoạt động. Hoạt động chiều nay thì sẽ qua trường Cam để tham gia ngày hội văn hóa quốc tế, sau đó thì bọn mình sẽ đi ra mắt phim của Kung Fu Panda 4 được CGV mời đi. Đây cho chu một ít rau. Không biết là chó mèo nhà các bạn như thế nào, nhưng mà
Chun với cả cha nhà mình rất là thích ăn rau sống, đặc biệt là kiểu kinh giới, tía tô và xà lách. Chúng nó ăn rau giỏi lắm. Chun này, Chun này, Chun, Chun. Chun là đạo kinh giới, Chun là đạo kinh giới, thích kinh giới lắm. Mang hẳn lên giường ăn là sao? À. Mẹ Loan là một người rất mê bún chả, thích bún chả khủng khiếp luôn. Trong hình như trong mấy món bún phở miến thì mẹ thích bún chả nhất đấy nhỉ? Không, nói chung là hồi bé thì thích bún chả nhất nhưng mà bây giờ thì thích tất cả các bún. Từ những nem nhà này chỉ là nem thịt thôi, không phải nem cố bể cả. Nem thịt thôi. Đúng không, nem thịt thôi. Nhưng mà cái nem hơi to. Đấy à, về đây hơi bị ỉu. Thật ra là nem ăn nhà này ăn nó bị hơi khô ấy. Cái nước mắm này mọi người thì sẽ thiên mặn và ngọt. Còn mà ai mà muốn ăn chua thì sẽ cho thêm giấm tỏi, nhưng mà nhà mình thì không cho thêm giấm tỏi. Bún chả ăn chuẩn nhất ấy là sẽ ăn với cả cái bún rối này và sợi nhỏ nha mọi người. Đấy, cái bún nhà này thì đúng là bún sợi nhỏ và là bún rối, chấm cùng với cả nước mắm, thêm tiêu này. Ở trong này thì sẽ có cả đu đủ xanh, cà rốt và hành tây làm dưa góp, ăn cho đỡ ngàn ngày. Ở Sài Gòn mà bạn nào biết chỗ nào ăn bún chả Hà Nội ngon nữa thì mọi người comment ở bên dưới để cho vợ chồng mình biết thêm những địa chỉ mới để bọn mình đi thử ha. Cảm thấy mẹ ngâm mặt xong rồi Cam cũng muốn ngâm luôn. Nào, chúng ngâm đi. Thử xem, từ nãy giờ ngâm được bao nhiêu lần rồi. Giỏi. Sảng khoái không Cam? Có lạnh không? Không, không lạnh nè. Chờ phim chiếu thì bọn mình ăn cái này. Cái này là cái gói snack này được tặng mọi người. Nhìn tăm. Cái là đậu của Hà Lan à? Sau khi mà đi xem phim xong thì cả nhà mình đi ăn tối. Có thấy thơm không? Thơm à? Ui chà, thế được rồi con ạ, rất hợp lý. Quán này thì nó ngay ở dưới chung cư vợ chồng mình. Với cả ở đây thì ngoài thịt ra thì có thêm các sự lựa chọn khác như là các loại lòng, xong rồi cả bì lợn, cho nên là ăn nhiều khi lâu lâu đổi món thì nó sẽ không bị ngán. Đây là tôm nằm cá ngừ. Xong rồi mọi người gọi thịt bò, thịt lợn với cả là lòng. Lòng. Ở đây họ đang ở chương trình là tặng cái mì này. Còn mình gọi cả miến lạnh, nó không biết là mọi người như nào, nhưng mà bọn mình khi mà đi ăn thường thường ấy, bọn mình rất là thích ăn với cả miến lạnh thì nó sẽ cân bằng lại, mình không vừa đỡ ngán mà lại còn đỡ bị nóng đấy. Nên là mọi người thử ăn miến lạnh với cả thịt miến nhé. Sáng trước cuối tuần thì bọn mình ăn phở. Phở này thì mình mua ở dưới ngay dưới chân chung cư nhà mình. Thì lên thì mình mới bắt đầu kiểu trần bánh này, xong rồi trần hành chan thịt nước các thứ vào để cho nó ăn nó được nóng. Tại vì vợ chồng mình khi mà ăn phở ấy thích nước nó phải kiểu sôi lên. Rồi mọi người ăn sáng trưa cùng với cả chúng mình. Ở đây thì còn được có cái quẩy rất là ngon, tại vì là nó dẻo và nó mềm. Cái hàng phở này thì người ta trực tiếp người ta tự rán quẩy luôn, chứ không phải là người ta đặt quẩy bên ngoài về, cho nên là cái quẩy rất là ngon. Rất là nhanh đã đến cuối tuần rồi, và bữa chiều cuối tuần ngày hôm nay của gia đình mình sẽ là một bữa cơm nhà. Cho mọi người xem menu ngày hôm nay có gì nhá. Menu hôm nay thì sẽ có giá xào này, canh bí nấu với cả tôm nõn khô. Đây là một cái loại thịt rán mà mình đã ướp từ sáng sớm. Mình đã ướp từ sáng đến bây giờ nó phải hơn 10 tiếng rồi. Thì rất là ngấm, mình ướp đơn giản lắm. Chỉ có dầu hào, ngũ vị hương, bột hành, bột tỏi và một ít hạt nêm thôi. Mua cà pháo để ăn với cả canh bí, nem nắm, rau thủy Nam Định.
mình mua về ăn thử. Nhà mình hầu như tuần nào cũng sẽ có ít nhất là một bữa bí xanh. Ăn bí xanh nó giải nhiệt rất là tốt. Bí xanh thì thường mọi người sẽ nấu với cả nước luộc gà này, hay là nấu với cả sườn, hay là nấu với cả nước luộc thịt, rất là ngon. Nhưng mà nhà mình thì hay nấu với cả tôm khô. Mình là một người cực kỳ là mê nấu ăn, cho nên là hầu như tất cả những cái bữa ăn trong gia đình thì nếu mà có thời gian mình đều muốn, mình sẽ là người chuẩn bị. Còn mẹ heo thì sẽ là người mà luôn luôn dọn dẹp nhà cửa này. Ăn cơm xong mẹ heo sẽ là người lau bàn, rửa bát, rồi tắm cho con, xong rồi phơi quần áo nọ kia các thứ nữa. Cứ bất kỳ lúc nào mà có thời gian rảnh là mình đều muốn nấu ăn cho gia đình. Mẹ đặt cho bố nồi cơm ấy. Khô chưa? Ủa, nắm thế. Rút quần áo rồi mà cũng xinh như thế nào. Mẹ giặt sạch đấy. Mẹ đứng ở đây để trông một đúp không? Đây nói một đúp rồi. Anh định nói cái gì này? Trông anh hơi kinh. Anh đang định bảo với mọi người là mình quay một tuần ăn gì, nhưng mà mình còn kiểu ăn cơm ấy, thứ ở nhà và ăn những món nó rất là bình thường ấy, không có món nào kiểu theo trend, thì không biết mọi người xem nó có bị chán không, tại vì thường mọi người sẽ thích xem kiểu đồ ăn nó theo trend, theo chiếc các thứ hơn ấy. Nhưng mà đây là vlog một tuần mình ăn gì mà, đấy nó là chân thực mọi người ạ. Đấy thì anh, đấy thì anh mới bảo là đấy, không sợ là mọi người không thích xem kiểu dạ. Quay cái vlog này là hoàn toàn rất ngẫu hứng luôn, tại vì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình mô hình à? Đây như các bạn tưởng tượng mình đây nhá. Quay cái vlog này thì hoàn toàn nó rất là ngẫu hứng thôi, cho nên là bọn mình cũng không có một cái sự chuẩn bị gì trước cả. Chỉ đơn giản là thuật lại xem là tuần vừa rồi mình ăn những cái gì. Đấy, và đôi khi mình nhìn lại thì mình sẽ biết là hóa ra là mình đã ăn những cái món đấy trong tuần, và mình sẽ phải thắt chặt việc ăn uống của mình lại hơn. Có những cái tuần thì bọn mình có thời gian thì bọn mình cũng, bố Kiên cũng khá là bày vẽ trong việc nấu nướng. Ví dụ như là làm các món này, một nhà mình có hai người lớn với một trẻ con thôi, nhưng mà lúc nào bố Kiên cũng phải làm kiểu 3-4 món trong một bữa ăn. Ăn rất là nhiều luôn ý, đấy là lý do mà tại sao... Tại sao? Tại sao béo ấy hả? Muôn đời không thể giảm cân được. Ồ, trong cái nem nắm này có cả lá sung luôn mẹ. Đây làm tơi nó ngon nhờ. Thì ăn cơm nhá. Cái này chấm với cả tương ớt nữa. Tương ớt nhá. Anh đi nấu tôm này thì rất là đơn giản. Mọi người mua tôm khô về rửa sạch, không cần ngâm đâu. Sau đó thì mọi người sẽ đun lấy nước khoảng tầm 30 phút nó ra cái nước ngọt, sau đó thì mọi người sẽ thả bí vào, đến khi bí chín thì chúng ta nêm nếm thêm gia vị hạt nêm vào là xong thôi. Nhưng mà mọi người có một cái chú ý là khi mà nấu tôm này, nấu tất cả những cái món có tôm ấy, thì mọi người đừng đậy nắp nhé, tại vì mọi người mà đậy nắp khi mà mở ra mùi nó sẽ rất là khai, cho nên là mọi người chú ý cái điểm này ha. Kiên thèm đậu quá cho nên là đang xuống mua đậu, tìm mua đậu. Thì là mình sẽ phát cho bố Kiên. Cam thì rất là thích ăn canh bí, mà không chỉ cam đâu, nhà mình rất là thích ăn canh bí luôn. Nên là tuần kiểu gì cũng sẽ phải có một bữa ăn canh bí. Cơm đi, cơm đi, cơm đi. Thịt rán đây. Bữa cơm tối nay của gia đình mình. Vì có mắm tôm để chấm với cà pháo, thèm quá cho nên là mình đã chạy xuống nhà mua thêm đĩa đậu. Món này. Hôm nay bù nấu cơm này cam xem mấy bát. Mỗi món một tí, nhưng mà khi mà thành một bông cơm như thế này thì trông lại rất là nhiều và rất là đời huề. Bữa anh ăn được cái thịt rất là to. Hả? Cà pháo xanh chấm với cả mắm tôm. Ui. Món ăn đi vào lòng người, rất ngon. Em thích món nào nhất ở trong cái món này? Sao này món nha. Đây toàn những món cam thích luôn này, cam cũng thích ăn giá lắm. Ăn giá, ăn đậu. Ăn bì, ăn đậu, cam đều thích. Đây toàn những món cam thích, trừ hai món này là cam không ăn được thôi. Thịt rán. Rồi, ăn cơm, xin mời cả nhà, mời cam ăn cơm. Mẹ ăn đi, xong rồi cho anh xin cảm nhận về thịt. Thịt này là thịt hôm mình mua ở Imart. Giòn không? Giòn nhỏ. Đấy, mua được cái đầu giòn ấy. Của nạc răm này, cái phần đầu giòn này để mà rán lên ăn ngon lắm. Có cái nem kia nhắm thêm tí bia. Ngon. Con cứ rót đi. Đây mẹ dạy can này. Mình rót, mình nghiêng cái cốc một tí này. Mình rót nhẹ nhẹ này. Nó từ từ, nó không bị bọt. Nó không bị bọt các bạn. Rồi, ok. Nhìn cảm ơn. Cảm cho mẹ xin cái ghế cho em Trang lên các bạn cùng với. Bọn mình cũng thích ăn những cái đồ nhắm như thế này đó. Này để cô lá sung này ngon.
Bé chờ tí nha, mọi người ăn xong bé mới được ăn nha bé nha. Trông tội ấy. Ngon không? Uống uống. Đúng rồi, phải quần lá xương mới ngon. Với cả phải uống bia. Thường một kiểu gì? Đói à bé? Bọn mình sẽ kết thúc cái vlog này tại đây để tập trung ăn cơm đây. Chúng ta đã đi một tuần với nhau, bọn mình ăn rất là nhiều món. Hy vọng rằng là đây sẽ là một cái gợi ý nhỏ để cho mọi người có thể tham khảo rằng là trong một tuần thì mọi người sẽ đi ăn những cái gì. Nếu như mà mọi người mà thích bọn mình quay thêm về cái chủ đề là một tuần ăn gì thì mọi người comment ở dưới cho bọn mình biết với nhá. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Bye bye. Bye bye.